Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái review. Hiện tại bây giờ là 7 giờ tối. Phố phường Hà Nội nó như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra đường Trần Duy Hưng và sẽ sang ra Big C Thăng Long để mua một ít đồ. Thì hôm nay mình sẽ live stream cho tất cả những mọi người được biết là Big C Thăng Long hiện tại như thế nào nhá. Bây giờ là đã 7 giờ tối rồi. Mình nghĩ rằng là mọi người cũng đã về nhiều rồi thì không còn nhiều nữa. Thì mình ra mình sẽ live stream cho các bạn biết, bạn thấy. Đường Trần Duy Hưng giao mới với Ngọc Vũ. Ngã tư Trần Duy Hưng. Hầu hết mọi người nhìn thấy không? Chẳng ai ra đường hết. Đường phố vẫn vắng vẻ, cực kỳ vắng vẻ luôn. Đây là phố Trần Duy Hưng, một trong những cái con phố mà được mệnh danh là rất là nhiều những cái cô em chân dài. Nhưng mà tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, như là các nhà hàng, quán karaoke đóng cửa, thì các cô gái đã dạt về các miền quê hết rồi. Rất khó để tìm kiếm. Đây là khu Vinhome. Bình thường chỗ này có một chốt cảnh sát giao thông ấy, nhưng mà hôm nay không có nữa rồi. Các anh cảnh sát giao thông cũng về rồi. Kia chỉ có mỗi cô quân sự. Về đi em ơi. Đây tôi sẽ bắt đầu vào trung tâm Big C. Đối diện mấy lại khu Vinhome rồi. Vào Big C này. Đấy. Tôi sẽ vào Big C rồi. Tôi live stream cho các bạn thấy nhá. Đây rồi. Xin chào. Còn nhiều người không em? Yeah. Mấy giờ nghỉ? Em. Ờ. Em 9 giờ. 9 giờ. Cảm ơn. Đây là cổng sau vào của Big C. Một trong những cái trung tâm thương mại mà một cái siêu thị lớn nhất của Hà Nội. Các cửa hàng dọc khu vực này thì cũng đã đóng cửa rồi này. Đây là những cái cửa hàng mà không thiết yếu, tức là quần áo này, những cái bán hàng tinh ấy, kem kiết chẳng tiền, không ăn ấy được thì cũng vậy rồi. Ngày xưa chỗ này thì có một cái cửa hàng Việt Lốt, nhưng mà hôm nay thì cũng đóng cửa rồi. Đấy. Tất cả những cái chỗ này là buôn bán phụ kiện điện thoại các thứ thì cũng đã đóng cửa này. Đây, tất cả cái chỗ này là giày dép các thứ đóng cửa hết này. Đấy. Mọi người đi chẳng ai nói với ai câu gì, trong khu này thì cũng đóng cửa hết rồi. Đấy, chả còn nữa. Đấy. Giày dép này các bạn nhìn này. Đấy, tôi chưa bao giờ thấy Big C như này luôn. Đây là lối lên của Big C. Hiện tại thì cũng không ai chạm vào cái này cả. Bởi vì những cái nguồn như thế này thì cũng đều là những cái nguồn lây bệnh. Mọi người đều đi và không ai chạm vào. Rất là nguy hiểm. Hôm nay thì không đông như mọi hôm. Tất cả mọi người cũng đã về. Hôm nay thì không đông nữa. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào khu vực cửa hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm xem như thế nào nhé. Dường như là tất cả hôm nay thì mọi người đều vào đấy thôi. Còn những cái mà gian hàng khác thì cũng ít được quan tâm hơn. Đây là khu vực bán như là mỹ phẩm và giày dép như là quần áo các kiểu các kiểu. Ngoài kia sẽ là khu vực bán đồ ăn, rau cỏ hoa quả. Khu vực này sẽ là bán đồ mì tôm này,
rồi các thứ về đồ gia dụng, mắm muối cho vào bếp này. Đấy. Đây, mì tôm cung đình. Cứ rửa tay xoa 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 xoa. Đấy, bạn nhìn thấy không? Khu vực bán hàng mì tôm luôn luôn là cái sự lựa chọn mà của tất cả những cái người nào đến đây. Họ chỉ mua mì tôm. Đấy, mì tôm xếp rất là nhiều. Omachi này, Omachi này, Okomi các kiểu các kiểu. Rất nhiều. Đây là khu vực tương ớt. Đúng rồi, mua mì tôm thì phải mua tương ớt chứ. Đương nhiên là phải mua tương ớt rồi. Xì dầu các thứ. Rồi, ok. Bây giờ xin mời các bạn đi theo tôi đến khu vực cửa hàng thực phẩm. Cửa hàng thực phẩm thì đây. Khu vực này sẽ là khu vực đồ ăn khô này. Đây. Sữa này. Giấy vệ sinh thì hôm nay cũng đã nhiều rồi. So với hôm nọ thì hôm nay giấy vệ sinh đã nhiều rồi. Nhiều lắm. Rồi. Chỗ này ngày xưa là cái khu mà tập trung ăn uống của Bixi rất là nhiều. Khu này nhưng hôm nay thì đã đóng cửa rồi. Đây. Rồi, hôm nay mình sẽ đến đây. Đến đây xem còn những gì nhá. Đây là sứa này. Cá khô vẫn còn này. Ủa, con cá ngừ rất to này. À, đây là con cá ngừ hay cá gì, cá hồi. Đây là cá hồi. À, cá hồi. Bên đây là gạo này. Gạo hôm nay thì cũng được trưng bày ở đây rất là nhiều. Xem ở đây sao gạo này là gì. Gạo giống của Nhật. 5kg thì có giá 184.000. Xin lỗi. Đây là phòng tôm. Lát nữa mình sẽ đi mình chọn. Có rất là nhiều đậu cúc này. Chưa nhìn thấy đậu này bao giờ. Cái này là lạc đỏ. Lạc. Rất là hay. Ui, đúng rồi. Mình sẽ ra mình sẽ cầm một cái giỏ để đi mua. Thanh long này. Rất là nhiều bưởi. Đây là khu vực quầy hoa quả này. À, hôm nay thì hiện tại đến bây giờ thì không còn đông nữa. À, mọi cái thứ đồ mà muốn mua thì vẫn còn rất là nhiều. Sau khi mình đã nhặt được mấy quả xoài thì bây giờ mình sẽ ra mình cân. Mình đã cân mấy quả xoài này xem là chuẩn bị di chuyển đi về thôi. Vì là cũng muộn rồi. À, ra mấy cô xinh tươi này để cô ấy cân cho cá. Em ơi, cân cho anh quả xoài. À, mình thấy muối đây rồi. Yeah. Xoài màu chấm muối Tây Ninh thì ngon rồi. Cân cho anh đây. Ok, let's go. Đi về rồi. Mr. sầu riêng rất là thơm nhưng mà không ăn được. Giá của sầu riêng là 123.900 đồng. Mình rất sợ cái mùi này. Mùa hoa cúc phải chơi ha.
Thôi, mình không thích hoa lắm. À, bây giờ mình sẽ ra mua ăn táo đấy. Đang bịt khẩu trang có nên ăn táo không hả anh em? Ăn được đấy. Đây là khu vực bán đồ khô. Rất là nhiều những cái cá khô đã rim, có thể ăn được luôn rồi. Đang bày bán tại đây. Đây là quầy chế biến, quế biến sẵn rồi anh em ạ. Gỏi cá chi à. Ngon đấy. Chỉ cầu mong cầu trời khấn Phật làm sao mà không bị lấy con virus corona thôi, không phải bế đi cách ly mười mấy ngày. Nguy hiểm vãi. Anh em ạ, tôi đang vừa cầm camera vừa nói chuyện với anh em ấy. Rất là nhiều người ấy. Cứ quay ra nhìn mình với một cái con mắt là buồn cười luôn. Thề luôn. Thật mà. Khi mà tôi đang cầm camera này tôi nói này, rất là nhiều người cứ nhìn mình với cái con mắt là kỳ thị. Buồn cười với trưởng. Đây là khu vực bán mì ăn liền này. Rất là nhiều. Mì hai tôm, mì ba miền này. Đại Bích Si này. Rất nhiều luôn. Khu vực bán mì chính. Đây là thịt hộp. Thịt hộp. Mình không ăn thịt hộp lắm. Vì sao? Vì hộp ăn nó cũng đảm bảo vệ sinh ấy, nhưng mà nó không ngon. Tôi thề luôn đấy. Không ngon. Mình ăn vài lần rồi mình thấy chả ngon gì. Đây là khu vực bán bánh kẹo. Định mua mấy cái về ăn nhưng mà thôi. Cô xí. Rồi, đã đến cái chỗ mình thích rồi. Mình chỉ thích ăn Oreo thôi. Oreo brand. Hai. Mình rất thích ăn Oreo. Oreo. Rồi. Hết rồi. Bây giờ mình sẽ không không ấy nữa. Rất là nhiều cô xinh tươi. Cô em xinh tươi. Hỏi không này. À ok. Bây giờ mình sẽ ra mình thanh toán này. Phải quầy thanh toán. Nhiều cô xinh thế. Bịt khẩu trang rồi nhưng mà tôi vẫn thấy xinh nhá. Như kiểu tôi có thể nhìn qua lớp khẩu trang ấy. Tôi phải chọn cái cô nào xinh xinh tôi mới. Đấy rồi. Cô này xinh nhất Big C để tôi thanh toán. Mấy cái phòng tôm này thôi, cái này thôi. Vậy đó, ăn đủ rồi. Ok. À, đây đang có một cái bức nhựa này. Bức nhựa này để ngăn virus. Rất là tốt. Bây giờ thì mình vừa mới ra khỏi trung tâm Big C. Thì hiện tại thì Big C vẫn đang mở cửa. Hiện tại giờ bây giờ khoảng độ tầm 8 giờ hơn một chút thôi. Đây vẫn có người vào Big C này. Đấy, thì bây giờ mình đang ở đằng sau. Đằng sau khu vực của Big C. Tòa nhà Vinaco Vinaconex. Trên trên đường Tú Mỡ của Hà Nội. Đây là khu vực đằng sau Big C này. Đấy là chuẩn bị về chỗ mình ở là trên đường Nguyễn Ngọc Vũ. Thì mới có tầm 7 rưỡi 8 giờ thôi nhưng mà hàng quán rồi là đường phố vắng tanh vắng ngắt à, không còn cái gì à. Hết luôn. Nhân viên ngân hàng vẫn còn một mấy người thôi. Hay là khu vực phố Nguyễn Chánh này. Đấy.
ra thẳng Nguyễn Chánh này là Trần Duy Hưng. Đấy, khu vực khu đô thị của chung cư của Vinhome, Tân Hoàng Minh, Vincom. Đấy, là khu vực này, phố Nguyễn Chánh. Hiện tại mới ở hơn 7 giờ thôi mà tôi đi một mình một đường. Có lẽ là các dân ở các tỉnh cũng đã rời khỏi thủ đô rồi, rời Hà Nội rồi. Còn 10 giây nữa thoải mái đi. Ok. Đây là phố Trần Duy Hưng. Một những con phố được mệnh danh là nổi tiếng của các chân dài. Để phục vụ người ta hay gọi vui là cám chim. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.